Tôi là Nguyễn Văn Xích, sinh năm 1955 ở Bạc Liêu. Nếu cô nào có điều kiện chấp nhận thương tôi, tuổi tôi 69 tuổi, tôi chấp nhận ở rể bên các cô luôn, nếu cô nào chấp nhận. Dạ hello, xin chào quý bà cô chú anh cùng anh chị em và các bạn đã trở lại chương trình tìm một nửa cái nhà, tìm một nửa tài sản và tìm một anh Việt kiều, được thực hiện bởi chương trình của các cụ ông ngoại và bà ngoại. Nàng bé ơi, không biết mấy thời gian vừa qua làm gì đây mà các cụ các bà đều rằng rằng trên mạng kéo nhau đổ xô nhau đi tìm những người có tài sản, những người mà có gia thế địa vị cũng như là Việt kiều có tiền đô quý bà cô chú anh chị. Hết nói nổi luôn rồi. Có những ông cụ bà ngoại nói chung là găng là xíu qua xíu lại nè, đi thì có thể chống gậy là mà lên là tìm một nửa yêu thương cho chính mình, mong muốn là được ở gãy. Mà đặc biệt là mấy cụ ông nha, mấy cụ ông hởm gà là nói chung là tìm nhau để mà kéo nhau đi ở gãy rất là nhiều luôn. Làm như mấy ông gì mấy ông thích ở gãy quý bà cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì mình cũng vừa cập nhật được hai cụ đó, hai cụ ngoại u cũng 70 ngoài 80 rồi, nhưng mà lên mong muốn thì hiện tại như đang sống nhà trọ, mà mong muốn thì tìm một người nào đó nương tựa bản thân. Tất nhiên là phải có nhà cửa ha, có điều kiện, có tiền bạc, cụ ngoại mới chịu nha. 70 mấy 80 rồi mà những anh em chương trình đang hỏi thì nếu đặc vụ mà có một ai đó cô nào đó tầm khoảng 70 mà ở nhà trọ thì cụ có chịu hay không. Cụ lắc đầu đúng không bà cô chú anh chị, cụ không chịu. Nói chung mục đích của cụ đây là không phải tìm nửa yêu thương mà là mà tìm nửa một cái nhà ha, tìm nửa cái nhà hoặc là tìm một khối tài sản đó. Cho nên là cụ cương quyết là phải tìm ai đó có nhà có cửa mới được, quý bà cô chú anh chị. Rồi thì đùa chút cho vui thôi, thì ngày hôm nay mình mời quý bà cô chú anh chị em mình cùng nghe qua đến với hai nhân vật nha. Nhân vật chính ngày hôm nay đó là một cụ ngoại U70 nha. Đó, coi cái hàm răng nói chung là răng xíu qua xíu lại rồi, mớm rồi nha. Đó, cũng là lên trên mạng tìm ai đó có điều kiện, có nhà có cửa thì cụ sẽ về đáp ứng làm rể nha. Và là mấy cụ ngoại chuyên nha thay nhau để mà đi làm rể, ở rể mới chịu, chứ còn ở nhà trọ hay là nhà mình là cũng không chịu nha. Rồi mời quý bà cô chú anh chị em mình cùng nghe qua cụ ngoại này tâm sự chia sẻ như thế nào nha quý bà cô chú anh chị. Tôi là Nguyễn Văn Xích, sinh năm 1955 ở Bạc Liêu. Nếu cô nào có điều kiện chấp nhận thương tôi, tuổi tôi 69 tuổi, tôi chấp nhận ở rể bên các cô luôn, nếu cô nào chấp nhận cho tôi xin số điện thoại liên hệ. Đó, thì bây giờ là cụ này 69 tuổi rồi. Thì hiện tại bây giờ là mong muốn là tìm cô nào đó để mà về ở gãy, có nhà cửa, có điều kiện. Thì sẵn tiện ngày hôm nay đây mình xin giới thiệu luôn cho chú này. Thì chú này 70 thì chắc có lẽ là phù hợp với cái lứa tuổi của cô Văn và cô chú anh chị ha. Cô Văn là nay U64 rồi, cô Văn cũng có nhà luôn đó, nghề nghiệp ổn định. Thì cô Văn cũng là mở ra một cái trang trại chăn nuôi, đó là nuôi những cái con gì mà thường thường 4:30, 4:30 mà khui ra đó với cô chú anh chị đó. Thì chắc có lẽ là sẽ để mình kết nối cô Văn cùng với chú này cho hai người mà tác hợp với nhau nha. Thì mình mời quý bà cô chú anh chị em mình nghe tiếp cái cụ này nha. Tôi thấy trên YouTube của mấy anh em này, tôi chưa chọn người đó. Tôi chọn ai? Chọn cô Thúy Hồng ở Thợ Mai ở Vũng Tàu. Thúy Hồng là... Khoan, mà để mình nói thêm như thế này. Chọn toàn thứ nhân vật dữ không cả nha. Chọn là nói chung những người có cơ sở nè, có kinh doanh nè, thậm chí giám đốc luôn. Đó. Chọn lần 4 người nha. Đi cái nơi thương đem theo tờ giấy ghi sẵn vô rồi. Cô đó, người đó, đi lần 4 người. Đây để mình cho cô chú anh chị mình xem nha. Giám đốc công ty May tại Bà Rịa Vũng Tàu. Còn ai nữa? Với cô Tuyết ở Hóc Môn. Cô Tuyết ở Hóc Môn là chủ cơ sở nào? Rồi ai nữa? Với cô đó cầm tờ giấy này cả nhà. Quỳnh Phương là rồi chủ quán cà phê ở 55 tuổi ở cầu Hồng. Rồi ai nữa? Trời ơi, cô Trần Thị Tuyết
Rồi tiếp rồi cô Trần Thị Thu 49 tuổi. Trời ơi, cô Thu là có hai cái nhà đúng không? Buôn bán cá đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, chú chọn toàn kèo thơm không vậy? Vậy chứ người ta chọn từ 70 trở lại thì chú 69 thì chú chọn đó. À, đủ yêu cầu lớn tuyển liền. Ok. Trời, toàn kèo thơm không? Trời ơi, chú còn làm ăn được à? Đó, giờ chú còn làm ăn được nha, chú mới nói nha. Đó thì như chú này thì 69 tuổi rồi, cũng như 70. Thì lên không gian mạng là chia sẻ tìm mong muốn là ai đó có điều kiện nha, để mà nương tựa bản thân. Cũng mong rằng là thì chú sẽ sớm tìm được một ý chung nhân của chú. Đó, nhưng mà đặc biệt là chú chọn toàn là kèo thơm không cả nha. Đó, những người mà có cơ sở kinh doanh ha, toàn là những cơ sở kinh doanh, những người có điều kiện không à. Đó, thấy rõ ràng không? Thì chú này là chú 69 tuổi, chú cho rằng là chú đã đủ cái điều kiện đáp ứng tiêu chí của người đã đưa ra. Tại vì mấy cô lên trên mạng người ta hay khiêm tốn nha, người ta nói rằng là tôi chọn từ lứa tuổi từ 70 trở lại. Thì chú này 69 là đã lọt vô lứa tuổi đó rồi, thấy không? Đó, tôi chọn những người 70 trở lại là về mong muốn là hiền lành, không cần giàu sang. Đó, nhưng mà thật chắc là không phải là vậy nghe ngoại nha. Nó thật chắc không phải là vậy. Tuy nghe vậy á mà không phải là vậy, ngoại đừng có mừng. Nó thì cứ thử một ngoại lên tham gia ứng tuyển, người ngoại xin số điện thoại ấy. Chưa chắc gì mà được cái số điện thoại nữa chứ, để chi mà đến nơi mà có cơ hội mà để gặp nhau làm quen không bao giờ có. Tại vì người ta lịch sự, người ta lên mạng ta thêm tốn, ta nói vậy thôi, nhưng mà cái sự lựa chọn ta có chấp nhận hay không là cái quyền riêng tư của họ, họ không thể nào mà chấp nhận đâu. Con đảm bảo với ngoại là không bao giờ chấp nhận nha. Nên là mong rằng là ngoại nên suy xét thật kỹ lại. Nếu mặc dù bây giờ cái lứa tuổi ngoại á sống được như vậy rồi thì sống với con cháu thì con cháu nó mừng nha, nó lo cho mình về sau, chứ đừng có nghĩ là mình sẽ về đó để mình làm gãy rồi bắt đầu xong rồi mình nương tựa vào đó, cái điều đó không thể xảy ra. Còn đây nữa là tới cụ ngoại thứ hai, ngoại này cũng là U74 nha cả nhà. Mấy ngày nay gần nhau đi xin đi ở gãy không à. Đây cụ ngoại thứ hai là U74 nha. Đó, thì cũng là xin đi ở gửi. Hiện tại cụ này đang cái công việc là đang ở nhà trọ, mua bán cà phê nước mía dĩ hè gì đó, thì một ngày thu nhập cũng 200-300, có khi trời mưa thì không mua bán được. Đó, lương thu nhập thì như anh em tính thì cũng 90 triệu một tháng, nhưng mà khi hỏi lại thì mấy người mà tầm khoảng 70 tuổi về ở trọ đó, ở trọ chung, chú đồng ý không? Không, chú muốn là phải tìm một người nào đó có nhà cửa, chú về chú đã ở gửi, cũng là ở gửi nữa đó. Và hỏi chú là có lo được cho người ta hay không, thì chú nói là chú đâu làm gì ra tiền đâu mà lo. Vậy chứ hỏi là lên ứng tuyển để làm cái gì? Đây bây giờ mình mời cô chú anh chị em mình cùng nghe ngoại nói chuyện nha. Hai chú muốn tìm nữ yêu thương để mà kết nối cho chú gặp cái cô Hồng á. Cô Hồng mà có hai cái đứa con đi tu á. Thấy cô đó thì cũng thấy dễ thương. Cô lên như mới năm mấy tuổi chú? Hiền. Mà chú bảy mấy rồi, trên lệch nhau 20 tuổi thì chứ nhắm mở không? Vậy là bây giờ chú tính vậy, coi như là tính là kết nối với cô đó. Và có ổn không thì có quyền cô cổ cho chú đâu có biết được. Trời ơi, mẹ lét rồi. Nhưng mà cô đó ra thì ví dụ mấy cô khác đến với mình được không? Được. Không. Dạ. Dạ là không được. Giờ lấy vợ về ở đâu chú? Lấy có vợ về ở trọ. Mà vì cô Hồng á, cô nói cổ cái một người đàn ông coi như là không vợ con, nghèo khổ, là chỉ cổ đem về để cùng với cổ làm để mà sống. Nữa cũng là cái câu nói đó nữa, cũng là tin vào một cái sự là khiêm tốn của người ta, cho rằng người ta nói là tìm một người đàn ông không vợ con, nghèo khổ quan trọng không quan trọng, để mà đưa về nhà sống. Thì người ta lúc nào người ta lên không gian mạng người ta khoảng là khiêm tốn tí xíu đó ngoại ơi. Chẳng lẽ người ta lên người ta lựa chọn cũng như mấy bà ngoại kia, tôi muốn Việt kiều giàu sang, nhà 2-3 tầng, xe hơi, nhà lầu, không có. Đó là những cô biết khiêm tốn, họ không thể nào mà bợp chợp ở trên không gian mạng được. Họ rất là sợ cái dư luận, cho nên là họ không thể nào mà công khai minh bạch cho nó được. Nhưng mà khi ngoại á đến tuyển chọn là ngoại không có giấy dự rồi, tại vì người ta mới năm mấy tuổi, ngoại 70 mấy tuổi, chênh lệch nhau 20 tuổi, nó tính ra cái tuổi đáng tuổi con tuổi cháu của ngoại rồi, đúng không? Đáng tuổi con của ngoại rồi. Đó, ngoại năm nay 74 thì tính ra như là đó cũng tầm khoảng 20, chênh lệch 20 năm. Tại cô đó hình như 53, 54 gì nữa đó. Đó, thì cũng chênh lệch 20 năm. Nhưng mà ngoại cũng vẫn bất chấp nha cả nhà. Thì mời cả nhà nghe tiếp đến phần sau, ngoại đây sẽ chia sẻ là ngoại không chịu những cái người mà 70 tuổi nha.
70 tuổi mà ở nhà trọ là ngoại không chịu, ngoại muốn là chỉ người nào có nhà thôi, có nhà ngoại mới chịu gì ở. Hiện tại bây giờ là chú làm công việc gì, chú còn làm công việc gì không? Còn bán nước, bán nước ở vỉa hè đó. Bán cà phê. Thu nhập được tháng nhiêu chú? Một ngày đó coi như là cũng được 300-400. Vâng, chẳng vậy tháng cũng được mười mấy triệu hả chú? Không, mà nó đâu có chọn tháng đâu con. Nó cũng có ngày bán được, có ngày nghỉ. Cái mưa nè, nó không bán trọn vẹn. Rồi bây giờ, ví dụ như mình lấy vợ về mình ở đâu chú? Giờ coi như là nếu cô Hồng mà cô thương á, thì cô cho về nhà cô ở. Coi như mình đi ở rể luôn hả chú? Bảy mấy tuổi ở rể hơi căng hả chú? Đó, cũng là đòi ở gửi nữa nha. Thì cô Hồng mà có thương á, thì cho ngoại về ngoại ở gửi. Rồi ngoại sẽ mua bán cà phê để mà cùng nhau xây dựng một cái túp liều tranh hay như thế nào đó. Bây giờ cô chú anh chị em trong những thời gian vừa qua, thì sau khi cái kỳ nghỉ lễ mà 22 tháng 9 á, thì có rất là nhiều những cái trò cười trên không gian mạng điển hình như về vấn đề của cô Văn nè, cũng như là của chú Thành nè. Nói chú Thành cái người mà đã lên không gian mạng chia sẻ cho rằng là phải tìm ai đó là nữ đại gia, cũng như là có cơ sở kinh doanh trang trại chăn nuôi, đại khái như vậy mới tầm xứng với chú đó. Mà trong khi đó thì chú đồ chú về ở gửi đó. Đó, mấy cái kỳ nghỉ lễ lần này nó nói chung dài quá nhiều luôn của chú anh chị nha. Rồi xong nữa thì kế bên đó nữa là có bà ngoại U66 cũng tương xứng cỡ như là 90 là 49 gặp U50 cả như ngang với cô Văn à. Bà ngoại U66 này lên không gian mạng thì cũng đòi Việt Kiều lương khoảng tháng 2.000 đô, tương đương với 50 triệu một tháng sống mới nổi. Mẹn đét ơi, già có tuổi trên rồi mà lên trên không gian mạng đòi hỏi một cái kêu bằng ha, không có ai đòi hỏi lại luôn đúng không cô chú anh chị? Đúng không? Không ai đòi hỏi lại chứ á. Còn như mấy cụ ngoại bây giờ sao mấy cụ ngoại tấn công lên nhiều quá. Mấy cụ ngoại cứ tối ngày lên mạng tìm vợ để xin nó gửi, không mà bố nhà không có nhà ở sao mà xin nó gửi, không đó. Đa phần toàn là xin nó gửi không bà cô chú anh chị, không xin nó gửi không cái mọc luôn, không biết là xin nó gửi gì đó làm cái gì. Vì bà anh kêu sao, kêu bằng ông gửi hả, hay là kêu bằng làm sao rồi, làm sao mà kêu bằng con gửi hay cháu gửi được, kêu bằng ông gửi rồi, già quá kêu bằng ông gửi, ông ngoại gửi. Mời cô chú anh chị em nghe tiếp nha. Rồi bây giờ ví dụ như cô Hồng không hợp thì mấy cô khác đến với mình được không chú? Được. Nhưng mà mình có nhà không hay là mình lấy vợ về ở trọ? Ở trọ, không có nhà. Nhưng mà chú... Cô nào có nhà thì chú về, chú sống ở nhà cô đó. Bây giờ mình đi tìm một nửa thương coi nhà bên nào có nhà cửa ổn định mình về ở rể hả chú? Chứ vợ ở trọ đến với chú được không? Được, ở trọ thì cũng được. Mà... Nhưng mà chú nhắm chú nuôi được không? Chú nuôi thì lúc này chú đâu có tiền đâu nuôi, bán một ngày có 100-200 ngàn là sao có tiền nuôi à. Mới nói ngày 200-300 ngàn không, ngày 200-300 ngàn, bây giờ là một ngày nghe nói tới nuôi bắt đầu ngày còn 100-200 ngàn à, cô chú anh chị nghe rõ ràng không đó. Đoạn đầu là ngoại nó bán ngày 200-300 ngàn khi 400 ngàn nữa đó. Rồi bây giờ là nói nếu về ngoại nuôi nổi không thì ngoại sụp xuống con giá, còn có ngày bán ngày được có 100-200 ngàn sao nuôi. Ngoại từ chối nuôi nhưng mà ngoại từ chối nuôi nhưng mà ngoại muốn người ta nuôi, ngược lại là gì đó. Bây giờ mình tìm một nửa thương mà có nhà có điều kiện công ăn việc làm ổn định chứ về chưa ở rể luôn. Rồi bây giờ chú lên chú tìm một nửa thương này chú muốn độ tuổi bao nhiêu giờ coi như là khoảng chừng 50 ngoài tuổi. 50 ngoài. Rồi có cô kia 70 đến với chú được không? Đang ở trọ 70 rồi sao, cô yếu hơn tôi. Chú này 74 rồi, cô đó 70 cũng còn khỏe. Tôi thấy mấy người 70 tôi thấy nó cũng yếu hơn tôi. Chú sức khỏe ok chú? Ok. 74 tuổi rồi, khỏe ha. Đi mấy trăm cây số. Bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình tìm một người bạn già thôi. Thì cô đó cũng 70 rồi, đang ở trọ. Đến với chú được không? Không. Thì cô nếu 70 thì hơi yếu hơn tôi đó. 70 là chú không thích hả? Không. Khoảng chừng 60 trả lời, năm mấy rồi đó thì được. 60 mà cũng chênh lệch nhau mười mấy tuổi chú, không phải giỡn đâu. Bằng tuổi con cái thôi. Không có lấy nhỏ nữa.
Lấy tư là năm mấy. Nhưng mà phải có nhà cửa hả chú? Đúng rồi. Phải có nhà cửa đàng hoàng. Không phải có nhà cửa, tôi ở mới được. Hỡi thế gian, tình là gì? Màn đét ơi, thở dài với mấy ngoại luôn. Bây giờ nói chung là ngày nào cũng lên video, ngày nào cũng thấy những ngoại, những ông ngoại bà ngoại lên tham gia chương trình mà kết nối yêu thương, hay còn gọi là chương trình xóa đói giảm nghèo, để mà tìm một nửa yêu thương, tìm một cái mái nhà nào đó về ở chung, chứ không phải là thật chắc là tìm yêu thương. Yêu thương gì cái nỗi này, già mà nói chung già nói chuyện mà nó muốn không nổi nữa cô chú anh chị, là yêu thương cái nỗi nào nữa. Bây giờ là tôi mong rằng là những cái chương trình kết nối yêu thương nên rút lại cái kinh nghiệm rằng là lên chương trình kết nối yêu thương mình phải đưa ra cái mức quy định là độ tuổi từ 60 trở lại, chứ không trên 60, không vượt quá 60. Nói chung độ tuổi 60 thôi là cũng hơi là cứng đấy. Bây giờ độ tuổi là phải từ 60 trở lại, mình đưa ra một cái quy định là từ 60 trở lại thôi. Để thôi mấy ngoại già lớn tuổi rồi lên trên không gian mạng làm cái trò cười của thiên hạ cũng rất là nhiều. Đó, có những ông bảy mấy tám mươi, tám mấy chín mươi cũng lên trong gậy muốn nổi, nhiều khi con cháu cũng ẩm lên cũng chừng, cũng lên ngồi đó tham gia chương trình cái nỗi thương, không biết làm cái nỗi gì, yêu cái nỗi gì mà thương cái nỗi gì được. Tám chín chục tuổi rồi đó, hết mật hết xíu quách rồi mà lên trên không gian mạng cứ yêu cứ thương hoài. Mèn đét ơi, có những ông đó tôi muốn người đó sống bạc đầu cũng là trăm năm hạnh phúc, trăm năm cái nỗi gì, bộ tính sống thành tinh luôn thì trăm năm, đúng không? Bảy tám chục tuổi còn trăm năm gì nữa, chạy ra trăm mấy chục tuổi hay gì. Mèn đét ơi, thôi mấy ngoại ơi, bớt bớt lại giùm con cái đi, ẩm gầy con gặp con nhìn con cười muốn lộn ruột lộn gan con đây, mà thiệt tình con lên con nói hoài cái con cũng muốn tội cái lỗ miệng. Rồi thì ngày hôm nay mình cập nhật cái video này gửi đến cho cô chú anh chị em mình xem và được biết về cái câu chuyện có hai ông ngoại cũng mong muốn là tìm một nửa cái nhà, chứ không phải là một nửa yêu thương nha. Tìm một nửa cái nhà để mà tham gia chương trình cắt tóc xe tơ về sống chung trong một mái nhà xin ở gửi. Thì video đến đây xin kết thúc và hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị em trong những video lần sau. Cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha.